Xin chào các bạn. Hôm nay Levy Music sẽ phân tích cho các bạn điểm khác nhau và giống nhau giữa piano điện và piano cơ, và các bạn nên lựa chọn dòng piano nào cho phù hợp với nhu cầu, với túi tiền và với căn nhà của các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu đôi nhát nét về cây piano cơ ở đây. Đây các bạn thấy không, cây piano cơ thì có một điểm đặc biệt, đó là nó rất là to các bạn. Đó ha, trọng lượng của nó khoảng chừng 250 kg. Chiều cao của nó đây, à, từ ở trên này xuống nó khá là cao các bạn. Đó, mình đứng lên là nó ngang cổ của mình luôn nè ha. Chiều cao nó cao, à, mình cao 1m80 đó ha, lộn 1m63 ha. Và cây piano nó cao ngang cổ của mình đó, và cái kích cỡ chiều rộng của nó khoảng chừng 1m50 ha, khoảng chừng đó mình nghĩ là như vậy. Mình quên cái kích cỡ chiều rộng của nó, mà chiều rộng của nó đây các bạn thấy không, một sải tay của mình từ bên này qua bên kia, giang tay ra một sải tay, à các bạn thấy không, mình nói như vậy cho dễ hiểu ha. Đó, còn kích cỡ kích thước các bạn có thể lên Google search, à chị Google sẽ chỉ các bạn đó. Và bây giờ mình chủ yếu phân tích cho các bạn cái lựa chọn giữa piano điện và piano cơ sao cho nó phù hợp với mình. Rồi, piano cơ dĩ nhiên là mắc tiền hơn piano điện. Piano cơ chúng ta nên sử dụng những dòng piano cơ hàng nội địa của Nhật mới 90 đến 99%, tức là rất là đẹp nha các bạn. Có nghĩa là người Nhật mua về sử dụng, à, hoặc là trưng bày đó, người ta rút đi sử dụng ha, bộ máy còn rất là mới đó ha, tiếng đàn rất là hay và cái bề ngoài còn rất là sạch sẽ và bắt mắt. Piano cơ nó khó khăn ở chỗ các bạn phải vận chuyển rất là cực, khoảng chừng 4 người vận chuyển chuyên nghiệp. Cho nên khi mà các bạn lựa chọn một cái địa điểm để piano cơ, dĩ nhiên là căn nhà chúng ta phải rộng đó, và hạn chế di chuyển nó, bởi vì mỗi lần di chuyển thì phải có một cái đội hình chuyên nghiệp mới di chuyển được. Dĩ nhiên piano cơ nó có 4 bánh xe phía dưới mình có thể đẩy được, nhưng mà cũng rất là nặng, khó khăn khi di chuyển. Cho nên chúng ta có một căn nhà đã xây dựng xong xuôi và ý định ở lâu dài, chúng ta có thể mua một cây piano cơ để ngay phòng khách, rất đẹp và rất sang. Piano cơ chúng ta không cần cắm điện, trừ khi chúng ta muốn sưởi cho nó, tức là chúng ta ở trong máy lạnh thường xuyên, cái piano cơ ở trong máy lạnh, phòng máy lạnh, hoặc là ở trong những cái nơi thời tiết lạnh như Đà Lạt chẳng hạn, Sapa, thì chúng ta có một cái ống gọi là ống sưởi, chúng ta để bên trong bộ máy phía dưới này, chúng ta cắm điện để sưởi ấm cho cái dàn dây nó không bị tụt dây, không bị phô tiếng, hạn chế thôi. Ngoài ra mỗi năm chúng ta phải bỏ ra một số tiền khoảng chừng 1 triệu để chúng ta lên dây đó, và dành cho những cây piano cơ mà thường xuyên chơi thì chúng ta mới lên dây mỗi năm một lần. Còn nếu như mà chúng ta cảm thấy cái tiếng không bị phô thì chúng ta không cần lên dây đó, và chúng ta vận chuyển lên lầu chúng ta có thể tính nữa, phải đội vận chuyển chuyên nghiệp mới vận chuyển lên lầu được. Đó là những cái khó của piano cơ. Vậy thì cái tốt của piano cơ nó nằm ở chỗ nào? Thứ nhất, rất khó để nó có thể hư, bởi vì cây piano cơ bộ máy của nó chỉ là những cái búa và hệ thống dây, dây đồng rất là chắc chắn, nó giống như guitar vậy đó. Nhưng mà dĩ nhiên guitar nó đứt dây, còn piano cơ thì nó rất là khó đứt dây các bạn ha. Và nó không phải là những cái bộ mạch điện cho nên nó không có hề hỏng hóc, rất là khó hỏng hóc mạch. Đặc biệt dàn phím thì nó rất là khó để nó hư hay là nó bị hỏng phím hay là tụt phím. Còn piano điện thì rất là dễ bị hỏng phím, bị tụt phím. Đó, piano cơ thì nó rất là bền, tuổi thọ của nó khoảng 50-60 năm là chuyện bình thường. Đó, và giá của nó thì khoảng tầm 30 triệu trở lên thì chúng ta có một cây piano cơ này rất đẹp. À, cây này khoảng chừng 4 mấy, 5 mấy triệu. Đó, cây này Yamaha. Đó, có bán ở Levy Music nhé các bạn, rất là nhiều dòng, 30 triệu trở lên có một cây rồi. Đó, và nếu như chúng ta có điều kiện, có túi tiền và có nhu cầu học piano thì ngay từ đầu chúng ta lựa chọn cho mình một cây piano cơ thì tốt hơn, vì cái độ phím, độ nảy của phím à, nó cứng hơn so với piano điện. Cho ngay từ đầu chúng ta cho con em của mình học, chính chúng ta ngồi trên piano cơ thì sẽ tốt hơn piano điện. Dĩ nhiên
pin ở điện cũng ok, nên chúng ta luyện nhiều và chúng ta tập là quen với pin cơ không sao cả. Nhưng mà nếu chúng ta có điều kiện ngay từ đầu chúng ta đầu tư một cây pin cơ thì tốt hơn đó. Nhưng nếu không có cái tốt hơn thì chúng ta xài cái trung bình cũng được, đó là chúng ta lựa chọn một cái pin điện ở đây đó ha. Pin điện ưu điểm của nó dễ vận chuyển bởi vì trọng lượng của nó rất là nhẹ, hai người nhấc bỏng lên ha, lên bao nhiêu lầu cũng được cả, không sao đó. Và chúng ta dễ di chuyển, đặc biệt ở những cái căn hộ chung cư nè, hoặc là những cái căn phòng nhỏ các bạn vẫn còn chưa có cái căn nhà lớn, chúng ta có căn nhà nhỏ chúng ta có thể để ở một chỗ nào, vị trí nào, góc nào đó rất là thuận tiện à, tại vì nó nhỏ gọn mà, thấy chưa đó, rất là nhỏ gọn đúng không đó. Và đặc biệt pin ổ điện chúng ta có thể điều tiết được âm lượng của nó thông qua cái nút volume đó. Pin ổ điện nó có nút volume các bạn ha. À, ví dụ này, nhỏ lại đó, lớn lên đó, chúng ta có thể điều tiết âm lượng, trong khi pin cơ là không điều tiết âm lượng được, trừ khi chúng ta dùng pedal chúng ta đẩy qua thì cái tiếng nó nhỏ lại, mà nhỏ lại thì nó mất hay đi đó, ví dụ như vậy ha. Đó, pin điện thì giảm được âm lượng ha. Buổi trưa chúng ta luyện tập không ảnh hưởng ai, hoặc là chúng ta đeo tai phone vô, có cái lỗ chắc 6 ly, chúng ta đeo tai phone vô chơi không ai nghe hết. Còn pin cơ thì chơi ở nhà mình cả xóm nghe à, đó ha. Pin điện đặc điểm thứ hai đó là rẻ à. Pin điện ở Levi bán khoảng tầm 6 triệu trở lên là đã có một cây pin rồi đó các bạn ha. Ví dụ cây này nha, cây này cũng chỉ 8 triệu thôi đó, rất rẻ ha đó. Và hàng của Nhật nha các bạn, hàng của Nhật nhập khẩu từ Nhật. Pino ở Levi Music, một là Nhật, hai là Anh đó, không có Trung Quốc nha. À, Pino thì chúng ta nên lựa chọn ở Nhật sản xuất thì tốt hơn, nên nhớ điều đó ha đó. Pino điện nó rất là dễ mang vác đi chỗ này chỗ kia, những cái chương trình outputting chẳng hạn, thay đổi vị trí nó rất là dễ dàng, hai người khi bỏ lên solo đi đó. Còn Pino cơ thì phải là một đội hình chuyên nghiệp đó, cho nên nếu như chúng ta không có điều kiện, không cho phép, điều kiện không cho phép, chúng ta có thể mua piano cơ, chúng ta vẫn luyện tập học được. Và sau này khi mà chúng ta đầy đủ điều kiện, chúng ta sẽ đổi qua cây piano cơ. Đó là cái những cái điểm khác nhau. Và nhiều bạn hỏi là, ô, piano cơ thì sao, piano điện thì sao, thì ở đây cũng đã giải thích như vậy ha. Và piano điện thì chúng ta phải sử dụng cắm điện, và nó có những cái mặt ở trong này đó. Và khi mà chúng ta nhấn vào phím này, phím là nó đụng đến cái mặt ở bên trong và nó phát ra loa đó, nó giống như những cái thiết bị điện tử khác. Thì những cái mặt thì lâu ngày bụi bặm thì nó rất là dễ hỏng hóc, và phím thì chúng ta chơi nhiều thì có thể bị rơ phím, hoặc là phím bị tuột, hoặc là phím không kêu đó. Đó là những cái khuyết điểm của piano điện. Dĩ nhiên chúng ta lựa chọn những cái dòng piano điện xịn thì nó ít khi bị hơn những dòng piano điện thấp, nhưng dĩ nhiên chúng ta vẫn có thể sửa chữa được, không vấn đề gì cả. Và đặc biệt chúng ta mua Levi thì được bảo hành luôn, không sao ha, thợ đến tận nhà bảo hành luôn, các bạn không cần phải lên tới thành phố mà có cây pin cơ hoặc là pin điện, chúng ta ghé tại đây chúng ta mua được bảo hành đó, thợ đến nhà. Còn chúng ta mua Sài Gòn đem về đây không ai tới bảo hành hết đó, các bạn nhớ ha. Vậy lựa chọn pin cơ hay pin điện là tùy thuộc vào điều kiện của các bạn ha. Nếu chúng ta có điều kiện, nhà chúng ta to ha, và chúng ta muốn đầu tư ngay từ đầu một cây pino thiệt là đẹp, thiệt là sang, thì chúng ta mua cơ không cần sử dụng điện đó, xài rất là lâu, rất là sang khi mà chúng ta bỏ trong phòng khách. Còn nếu chúng ta nhà nhỏ chưa có đủ điều kiện thì chúng ta mua pino điện đó, các bạn nhớ ha. Pino cơ 30 triệu trở lên có một cây rồi, tuổi thọ 40, 50, 60 năm. Pino điện 6 triệu trở lên có một cây rồi, tuổi thọ 10 năm, 15 năm, 20 năm, không sao. À, việc lựa chọn pin nào là tùy thuộc vào điều kiện và túi tiền của các bạn, cũng như là mục đích sử dụng. Dĩ nhiên chúng ta đi con đường chuyên nghiệp thì chúng ta nên mua pin cơ thì tốt hơn, hay hơn, ha, tốt hơn. Hoặc là những cái căn phòng lớn chúng ta sử dụng cơ, đó, những căn phòng nhỏ, quán cà phê thì chúng ta nên sử dụng điện để dễ điều tiết âm lượng của nó. Vậy ha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bye bye.